1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Tiếp tục là một tấm sticker siêu mới và siêu đẹp luôn, với tông màu vàng nè. Đó, các bạn xem nè ha. Cái phần bìa ở phía trên thôi là nó rất đẹp. Rồi cái tấm này á thì nè ha. Đó, những chiếc váy nè. Siêu lấp lánh luôn, như thế này. Đó, nó lấp lánh cái kiểu nó lạ lắm các bạn, đây nè. Đó, rồi ở phía dưới thì sẽ có là một nàng công chúa này, hai nàng công chúa, ba nàng công chúa. Ngoài ra thì còn có những cái bạn gấu siêu dễ thương. Rồi trời ơi, có con vịt này nữa ta. Và có cả bé thỏ cũng rất là đáng yêu nữa nha. Phía sau thì sẽ có hình của nàng công chúa tóc hai chùm mà giống như là công chúa tóc mây vậy đó, rất là xinh. Sticker xinh thì câu chuyện ngày hôm nay cũng hết sức là hay luôn. Đó, các bạn hãy chờ đón xem nha. Đó, chị sẽ sắp xếp lại rồi ra một câu chuyện cho các bạn xem, rất là tuyệt vời luôn. Về mùa đông đây ha, nhìn sơ qua thì các bạn có thấy là ba nhân vật này thì nhân vật nào sẽ đóng vai chính không, và trong các bộ đồ ở đây thì bộ nào là đẹp nhất? Chọn được chưa hay là để chị sẽ sắp xếp lại nha. Hồ biến, wow, các sticker đã được sắp xếp lại rồi nè. Đó, ba cô gái của chúng ta ha, các bạn nhìn đi, khuôn mặt mái tóc rất là xinh đẹp luôn nha. Rồi đây nữa nè, đó chị đã sắp xếp ha, mỗi cô thì sẽ có vớ, rồi có thú cưng, có quần áo, bông tai. Đó, đồ là đẹp lắm luôn á nha. Thấy không? Đó, nó lấp lánh này, thấy không? Đó, rất là đẹp luôn, như thế này. Đó. À, đồ mùa đông này có nón được nữa. Rồi, ở phía dưới đây á, thì sẽ có là những cái váy ngắn nè. Và rất là nhiều phụ kiện rồi nè ha. Đó, nó cũng lấp la, lấp lánh. Đó, rất là đẹp luôn. Wow, có hộp trang điểm nữa nè. Rồi có những bức thư. À, những cái ngôi sao lấp lánh và hai cái này giống như là tranh vẽ vậy đó. Và đây là tổng thể nè, đó, đã được sắp xếp lại rất là ngăn nắp luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện nha. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một ngôi nhà hai mái nhưng mà rất là nghèo nha, như thế này. Các bạn vẽ giống như là hai chữ A vậy nè ha. Sau đó vẽ thêm cái phần nhà dưới nha, khá là dễ đúng không? Và ngôi nhà chuẩn bị đón Noel nha các bạn. Đó, nên là mình sẽ vẽ trang trí chút xíu. Đó, các bạn vẽ giống như là vòng cây ở bên ngoài vậy nè, lá thông á kết lại. Mình làm giống như là những cái trái thông nghĩa màu đỏ nè. Các bạn vẽ chấm bi vậy thôi là đã đẹp rồi nha. Ở trên thì sẽ là giống như là có cái ngôi sao các bạn, và chân châu vàng ha, đèn á. Quên nữa, các bạn vẽ bậc thang luôn giùm chị nha. Nhà thì nó có bậc thang thì nó mới đẹp. Xung quanh thì sẽ có rất là nhiều cây thông nha các bạn. Các bạn vẽ giùm chị mớ cây thông. Cách vẽ thì rất là đơn giản, như thế này là ra được cây thông rồi nè. Tô màu ha, có cây kia nó cao bằng cái nhà nữa nha các bạn. Rồi, vẽ đơn giản thôi ha. Hai cây thông này mình tô màu, còn phía sau giống như là bị tuyết phủ đi các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Và căn nhà chính là căn nhà của cô gái mùa đông. Đây, cô họa sĩ nha, cô này là họa sĩ nè. Cho nên tóc thắt bính và cài hoa, hai chiếc áo của cô ta tự thiết kế và tự may nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, có thể gọi là cô họa sĩ hoặc cũng có thể gọi là một nhà thiết kế nha. Hai đồ của cô ta nè, rất là đẹp ha. Yeah, và cô ta rất yêu động vật cho nên cô ta đã sống chung với một bạn thỏ nè, vịt nè và gấu. Tất cả đều được cô ta may đồ cho rất là xinh, thấy không? Có nơ, có áo đồ nè. Đó, quá đáng yêu luôn. Sống chung với nhà thiết kế công nhận sướng thật. Và kế bên nhà cô ta, phía sau những cái gọi là giống như là đá đó các bạn. Đó, thì nó có một cái vùng đất gọi là hoa hồng leo bí mật nha. Đó, đây các bạn xem chị đang vẽ. Là nó kiểu như là hoa hồng nó leo leo trên mấy cái tảng đá nè. Cái này là cái cây nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ đó là những cái bông hoa hồng. Vẽ xoắn xoắn như thế này thôi. Nó nở đây ở trên cái cây này luôn nha. Rất là đẹp luôn. Ai nhìn là cũng thích trơn. Và ngoài những bông hồng nhỏ như thế này thì còn có là bông hồng siêu to khổng lồ luôn nha các bạn. Nhưng mà cái giống này thì cái màu của nó nhạt hơn những cái hồng đỏ. Còn cái này thì là bông hồng đúng màu hồng luôn. Wow, và sau khi tô màu vào cho mấy cái lá vô thì nhìn nó rất là rực rỡ luôn đúng không? Đây, những ngôi sao rất là lấp lánh nha. Chúng ta sẽ trang trí thêm. Nó có bướm nữa nè chứ. Đây, các bạn thấy nè ha. Mình sẽ trang trí thêm bướm nè, bướm vần hoa. Và hả, trên cây hồng mà nó có trái dâu luôn nè, ghê chưa. Đó, rất là xinh. Và dĩ nhiên là nó sẽ có cái sự gọi là lấp la lấp lánh như thế này. Đây, trên bầu trời ở cái vùng đất này nè thì nó sẽ rất là lấp lánh luôn. Và đây chính là một vùng đất kỳ lạ nha các bạn, rất bí mật, thần kỳ kiểu gì đó. Cho nên là các bạn thấy không, giữa mùa đông băng giá nè, tuyết rơi nè, mà hoa thì nở rực rỡ luôn. Và hai cây thông này nè ở gần cái vùng đất này cho nên là nó cũng không có bị đóng tuyết mà nó xanh mướt luôn. Và đây là cái cánh cửa nha các bạn, để đi vô cái vùng đất đó thì nó sẽ có một cái lớp giống như là mờ mờ như thế này đó, màu hồng. Nó không có giống như cái kiến vậy các bạn, giống như cái kiến thôi chứ nó không có phải là cái cửa hẳn nha. Nhưng mà ở đây nó vẫn có một cái ổ khóa nè.
nhưng mà đồng thời thì chìa khóa lại để ngay đây luôn, ai muốn vô thì tự mở cửa vô. Bên trong đây thì khỏi phải nói rồi nha các bạn, nó rất là nhiều đồ nè, hoa tulip đồ các kiểu luôn nha. Nó sẽ kiểu như là mọc dài ở dưới đây luôn á. Và ở trong đây nó sẽ có những món đồ rất là bí mật, như là cái chuông nè đó, cái chuông thần kỳ nè, rồi cái này là cái hũ kiểu như là cái hũ kẹo màu á, kẹo màu đều ướt á, rồi cái đèn này nè, nó cũng là cái đèn ước mơ luôn nha, và một cỗ xe bí ngô thần bí ở trong đây nữa. Và câu chuyện bắt đầu vào mùa đông tại nhà của cô họa sĩ Thúy Nga nha, cô này tên là Thúy Nga. Ôi mùa đông năm nay sao mà khó khăn quá, không thấy ai đến đây để thiết kế quần áo hay là nhờ vẽ tranh cả. Tội nghiệp mấy em quá, mấy ngày nay rồi mà chị còn chưa có tiền để mua đồ ăn cho mấy em nữa. Tuy không có đồ ăn nhưng mà chị lúc nào cũng thương tụi em hết, và tụi em có đồ đẹp để mặc, như vậy đã là tốt lắm rồi chị ơi. Mấy ngày nay chị cũng đói mà. Hơi ước gì có ai đặt chị thiết kế đồ hay vẽ tranh nhỉ. Chíp chíp chíp, chị ơi, cái cánh cửa màu hồng ở bên đó đó sặc sỡ và đẹp quá à. Ý, hình như nó hiện ra đồ ăn. Chíp chíp chíp, đúng rồi chị ơi, nó hiện ra đồ ăn kìa, ngon lắm. Hay là chị mở cửa vô lấy đồ ăn đi. Không được, ta đã ở đây rất lâu rồi, cha ta dặn á là không được vào trong cái cánh cửa thần kỳ này, vùng đất trong đó nó rất là nhiều bí mật mà chúng ta không biết được đâu. E rằng vào đó rồi sẽ không ra trở ra được đó. Vậy hả chị? Thôi vậy thôi, em sợ lắm, em không có dám vô đâu. Nhưng mà cái bụng của em đói quá, nhìn đồ ăn thèm quá. Trời ơi, nó hiện ra đồ ăn kìa. Thôi, tội nghiệp các em quá, các em ráng chịu nha. Chị đi ra ngoài kiếm đồ ăn, xong rồi về cho tụi em đồ ăn nha. Ở yên ở đây, nhớ là không được đi vào trong đó đó. Chị đi một chút rồi chị về. Chíp 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 chíp, chị đi lâu quá mà không về, mình đói bụng quá rồi. Hay có khi nào chị bỏ mình đi luôn rồi không? Nuôi tụi mình tốn tiền quá mà. Mình có ý kiến hay rồi. Lời đồn á thì chưa chắc là đúng đâu. Nhiều khi ở trong đó đó, người ta mời mình tới ăn, người ta để thức ăn như vậy mà mình không vô là tội nghiệp người ta. Ừ đúng rồi, đường nào á đói thì cũng chết, đi vô đó ăn no rồi chết cũng được. Quyết định vậy đi. Vậy là ba bạn này đã cãi lời của cô chủ mình, và đã lấy chìa khóa mở cánh cửa. Cả ba bước vào trong rồi bắt đầu lấy đồ ăn nè. Đó, trời ơi, đồ ăn ngon quá mà biểu sao. Đây, cả ba đã lấy được đồ ăn. Yummy 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 yummy, ngon quá. Hay thì ra trong đây đâu có gì là bí mật đâu, chúng ta ăn xong rồi cũng thấy đâu có bị chết gì đâu. Còn một ly cam nè, mình sẽ đem ra cho chị chủ của mình. Đi, chúng ta cùng đi ra nào. Cốc cốc cốc. Mọi người ơi, sao không ra được. Ý cốc, ý cốc, ý cốc. Trời ơi, ba người đã hiệp sức để đẩy cánh cửa mà cũng không ra được. Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi ở trong đây sao? Có ai cứu không? Có ai cứu chúng tôi không? Trời ơi, chẳng lẽ chỉ vì ham ăn mà bây giờ bị nhốt ở trong đây luôn rồi sao? Trời ơi, chuyện gì vậy? Rồi, trời ơi, ba đứa nó không nghe lời mình, bây giờ nó đã bị nhốt ở trong đó rồi, làm sao đây chứ? Chị ơi, kìa chìa khóa kìa, chị thấy không? Hay là chị lấy chìa khóa chị mở ra để chị cứu tụi em đi chị ơi. Ờ ha, chỉ còn cách này thôi. Được rồi, hãy chờ chị nha. Và khi cô chủ vừa đặt ổ khóa vô cho, vừa đặt chìa khóa vô ổ khóa để vặn. Wow, trời ơi. Mọi người đâu hết rồi? Đồ đạc trong đó cũng đâu hết rồi? Mọi thứ đã bị biến mất hết rồi. Trời ơi, các em của ta. Tại sao các em không chờ ta cơ chứ? Trời ơi, còn cái chìa khóa này nữa, bực mình quá đi. Nãy giờ ta đi lâu á là tại vì ta đi đặt quảng cáo khắp nơi để xem có ai đến đây nhờ ta vẽ hay thiết kế gì không, rồi kiếm tiền mua thức ăn cho các em. Sao các em lại như vậy chứ? lỗi tại ta đi quá lâu mà. Và trong khi cô họa sĩ thì đang khóc lóc, thì ở đây trời ơi đã có người bắt đầu đến đặt hàng rồi nè. Đó, cô ta mặc một cái thiết kế mùa đông rất là đẹp luôn, các bạn xem nè ha. Đây, rất là xinh. Hi, xin chào mọi người. Xin chào cô họa sĩ, có ở nhà không? Tôi là người xinh đẹp nhất ở vùng đất này. Tôi nghe nói là cô thiết kế đồ rất là đẹp. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để đặt cô vẽ cho tôi một bức chân dung, và thiết kế cho tôi một bộ đồ mùa thu hay mùa hè gì đó. Tại vì bây giờ tuyết cũng sắp tan rồi, mùa đông cũng sắp sửa kết thúc rồi. Với lại đồ mùa đông của tôi như vậy cũng đẹp rồi, không cần thiết kế thêm. Dạ, cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ. Tôi nhất định sẽ vẽ cô thật đẹp, và tôi nhất định sẽ thiết kế đồ cho cô thật đẹp. Im im im
Trời ơi trời, tôi có đến lộn chỗ không vậy? Đây có phải là họa sĩ nổi tiếng không? Mà sao tự nhiên bây giờ đến đây mà cô vừa nói vừa khóc như vậy? Rồi cô vẽ tôi ra làm sao trời? Cô vẽ tôi ra cái mặt khóc hu hu hả? Rồi bộ đồ của tôi hả? Chắc giống bộ đồ đi đám ma luôn quá ha. Cô bị sao vậy? Vậy là cô họa sĩ, nhà thiết kế đã chỉ vào phần cánh cửa hoa hồng để đầu đuôi câu chuyện cho cô gái này nghe. Trời ơi cô lừa tôi hả? Trời ơi cô này ngộ ghê luôn á nha. Cô làm như tôi á là con nít 3 tuổi vậy đó. Giờ này mà còn có dùng đất thần kỳ gì chứ trời. Tôi nhìn ở trong đó kìa, thấy đâu có gì đâu. Trời ơi, nó chỉ có hơi lạ cái mà là mùa đông mà sao nó nở bông dữ vậy ta. Công nhận cô á, nhà thiết kế cho nên là trồng bông cũng đẹp. Mà có khi cái này là bông giả cũng không chừng. Và trong khi hai cô gái đang nói chuyện với nhau thì lại có một người khách nữa đến cũng để đặt vẽ tranh và thiết kế đồ cho mùa hè năm sau. Đây cô ta là một cái đàn gấu rất là xinh và còn cài một cái bao tai nữa các bạn. Mùa đông hả, này thời trang mùa đông cho nên có bao tai nữa này, rất là đẹp. Đây các bạn còn ngắm bộ đồ của cái cô này nha, siêu đẹp luôn, quá đẹp luôn đúng không? Đẹp gì mà đẹp, cảm ơn nha. Ai cũng nói gì hết trơn á, ai cũng khen tôi đẹp hết trơn á. Ủa trời ơi Tina, bạn cũng tới đây hả? Đúng là người đẹp á thì thích giống nhau, nhưng mà nói thiệt nha là tôi lúc nào cũng đẹp hơn bạn. Nè nè, cái con nhỏ kia chưa gì hết đến đây hả? Đã giành đẹp hơn tôi. Trời ơi, ở đây ai cũng nói tôi đẹp hết á. Bạn đừng có nói như vậy nha, là tôi nghỉ chơi đó. Đùa thôi, đùa thôi. Hai đứa mình đẹp như nhau, hai đứa mình đẹp xuất sắc. Chỉ có con nhỏ họa sĩ này là xấu xí, xấu xí, xấu xí thôi. Đúng rồi đó, nó vừa xấu xí mà nó còn vừa vô duyên nữa. Trời ơi, nghĩ sao nãy giờ nó kể cho tôi nghe một câu chuyện hết sức là thần kỳ và mắc cười luôn nha. Vậy là cái cô này đã kể cho cô này nghe đầu đuôi câu chuyện về sự bí mật, sự thần kỳ của cái vùng đất hoa hồng này. Đó, đó. Bạn nghe mắc cười không? Mắc cười thiệt, công nhận mắc cười thiệt. Nhưng mà, ủa, mình tới đây để kêu vẽ tranh và kêu thiết kế đồ mà. Mắc mới gì mà kể chuyện cánh cửa này chi? Dạ, tôi xin lỗi. Tại vì tôi hơi bị xúc động. Do là em gấu, em vịt và em thỏ của tôi vừa bị biến mất. Cho nên là hai cô thông cảm nha. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ tranh cho các cô. Và tôi sẽ thiết kế đồ. Các cô chờ một chút xíu nha. Tôi đã ghi lại hình ảnh của hai cô rồi đó. Đây, đây là tập vẽ phác thảo của tôi nè. Hai cô thật là đẹp, xuất sắc luôn. Rồi bây giờ hai cô chờ tôi một chút xíu nha. Tôi sẽ vào trong nhà để họa ra bức vẽ thật là lớn. Sau đó tôi sẽ lấy vải và may đồ cho hai cô. Hai cô có thể về nhà 3 bữa sau đến đây lấy tranh và lấy quần áo thiết kế nha. Trời 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 trời, tới 3 ngày mới có tranh với lại quần áo luôn á hả? Trời ơi, mùa đông 1 tháng nữa là tan rồi. Trời ơi, vậy sao tôi có đồ kịp để mà đi chơi mùa xuân chứ? Bà cũng vô duyên y nhỏ họa sĩ luôn á. Nghĩ sao hả? Ba một tháng nữa thì mới tan đông mà người ta thiết kế được có 3 ngày à. Bà nói chuyện mắc cười quá à. Ê, trời ơi, tôi bị quên. Thôi được rồi, cô cứ vào trong phát họa vẽ tranh và thiết kế đồ đi. Tôi với nhỏ bạn tôi đứng đây nói chuyện chút, lâu quá mới gặp. Đúng rồi đó, hai đứa mình sẽ bàn bạc về chuyện quần áo thời trang. Trời ơi coi nè, đó những bộ đồ này hả, đẹp xuất sắc luôn. Mà thật sự ra là cũng một tay của cái con nhỏ họa sĩ này nó thiết kế nè. Đó, nó thiết kế đồ thấy vậy chứ đẹp lắm. Cho nên nó hả là bữa nay mình tới nữa. Thôi, ta cũng không thể nào buồn hoài được. Ta sẽ tranh thủ làm thôi. Hai cô ở lại đây chơi vui vẻ và nhớ đừng bao giờ mà bước vô trong cái vùng đất hoa hồng đó nha. Tôi đã dặn thật kỹ và câu chuyện hồi nãy là có thật đó. Tôi đi vô đây. Hai, chán ghê á, nhỏ này nó làm như mình lạnh nít vậy á. Nó dặn hoài luôn á trời, ở trong đó có cái gì đâu mà phải vô chứ. Có mấy cái bông hồng hà. Ê, khoan, nhìn lại đi bạn ơi. Trời ơi, coi kìa, ở phía bên kia, trời ơi sao đồ đẹp dữ vậy. Đâu, để tôi xem. Wow, trời ơi, đồ đẹp quá. Giống y như là đồ của nhỏ họa sĩ, nhỏ nhà thiết kế này, thiết kế đồ cho mình nè. Ôi, đẹp quá. Trời ơi, nhìn xem bộ đồ kìa, nơ kìa, váy hoa nè, rồi túi xách nè. Ôi, đẹp quá đi. Trời ơi, còn có cái cài tóc nè. Ôi, coi nè, có một cái hộp trang điểm nha. Rồi cái váy bồng bềnh đẹp quá đi à. Ôi, váy trái măng cột. Hay là hai đứa mình vô trong đó thử đồ đi. Đồ đẹp quá à. Đồ này mà hai đứa mình đẹp được mặc vô là đẹp xuất sắc. Đúng rồi đó, còn gì phải nói nữa chứ. Nhưng mà nó dặn mình không có được vô. Nhưng mà bà hãy thử tưởng tượng xem. Ôi, tôi đang tưởng tượng nếu như mà tôi mở cánh cửa, tôi vào trong đó, tôi mang một đôi giày sập sập này, sau đó tôi mặc cái áo đó vô, rồi tôi cài cái này lên và tôi trang điểm nó lên. Trời ơi, nhìn tôi xinh quá à. Ừ, tôi cũng đang tưởng tượng đây. Nếu như tôi mặc cái chiếc váy hoa hồng đẹp vai này vô,
không? Sau đó tôi đính cái nơ này trên đầu và tôi xách cái túi này nè, để tôi đeo cái túi này vô, rồi tôi đi chơi. Chắc chắn á, người ta sẽ nghĩ hả, tôi đẹp giống như là con chú ngủ trong rừng. Ôi, những ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Ôi, nhìn xem. Trời ơi, hồi nãy là một bộ, bây giờ là mỗi đứa hai bộ, là bốn bộ luôn kìa. Trời ơi, quá trời. Trời ơi, tôi cứng rồi luôn á. Trời gì mà đẹp dữ vậy trời. Giận sao đây. Có chị quá luôn rồi nè. Hay là mình vô luôn đi nha, kệ đi, con nhỏ họa sĩ đó, nó nói tầm bậy đó. Chắc là nó lấy đồ trong đây nè, rồi nó bán cho tụi mình chứ gì. Chính xác. Đúng rồi, trời ơi, bà nói tôi mới đúng, mới suy nghĩ ra nha. Có khi nào nó lấy đồ ở đây, rồi nó bán cho mình không? Nãy giờ thì cô họa sĩ ở trong nhà đã thiết kế ra được một bộ đầm màu tím nè các bạn. Và cô ấy mặc thử tự mặc lên trên người mình nha. Rồi thiết kế luôn đôi giày nè. Sau đó còn làm kèm thêm một cái nón để đi chơi mùa hè. Và còn pha một bình trà để mời hai cô gái. Nãy giờ mình tưởng đâu là hai bạn đó đã về rồi. Chắc lạnh lắm cho nên mình pha bình trà ra mời hai bạn đó. Sẵn xem thử coi là bộ đồ này hai bạn có thích không. Ôi trời lạnh quá, nhưng mình cũng ráng mặc bộ đồ này ra để xem hai bạn có thích không nè. Mình vừa mới thiết kế xong, rồi mời hai bạn uống trà cho ấm nha. Thôi khỏi. Trời ơi, nghĩ sao bộ đồ này xấu như vậy cơ chứ. Nhìn bên đây nè, những bộ đồ nó mới đẹp làm sao đâu đó. Cô hả, đừng nói là cô lấy đồ bên này để cô bán cho tôi nha. Đúng rồi đó, họa sĩ nổi tiếng cái gì mà họa nổi tiếng chứ. Trời ơi, tôi chờ cô thiết kế nãy giờ mà cô thiết kế ra chỉ được cái bộ đồ như thế này thôi hả? Thật là xấu xí. Tôi đã cầm chìa khóa rồi nè, tôi sẽ vào trong để mặc những bộ đồ đó, khỏi tốn tiền luôn. Vùng đất thần kỳ ha, thì ra là bí mật của cô chứ chị. Có cái vùng đất này thì cô trở thành nhà thiết kế tài năng. Cô thiết kế đồ, cô bán cho tụi tôi rồi hả? Cô làm như là cô giỏi lắm gì đó. Đúng rồi, thì ra hả, cô dặn tụi tôi không được vô trong đây là để cô lấy đồ này cô bán cho tụi tôi chứ chị. Đúng là người gian xảo ha. Không, thật sự các cô đừng có vô trong đó, lấy đồ xong là không có ra được, là biến mất luôn đó. Làm sao chứ, ai chứng minh, ở đây từ xưa giờ tôi đâu có nghe ai nói đâu, tôi chỉ có nghe một mình cô nói thôi. Thôi cô thật là giả dối gian xảo quá đi. Nhưng mà lạnh quá rồi, tôi chỉ tính mặc ra cho hai cô coi thử thôi, rồi để tôi vô thay đồ, với lại hai bức tranh tôi vẽ cũng sắp xong rồi, tôi đi vô nha. Nhưng mà trời ơi, lạnh quá, nhớ đừng có đi vô trong đó nha. Lạnh cái gì mà lạnh cơ chứ. Trời ơi, nó giả bộ đó, nó nghe mình nói như vậy, nó không biết nói sao hết, nó giả bộ nó đi vô trong nhà đó. Đưa đây cho tôi. Tôi sẽ mở ra, hai đứa mình sẽ vô trong đó mặc đồ. Và cô gái vặn. Nhét nè, vô rồi nè, có biến mất gì đâu trời. Trời vậy hả, vậy tôi vô luôn. Trời đã quá. Và bây giờ thì mình sẽ thử bộ đồ mới này thôi. Không cần phải mua đồ tốn tiền nữa. Có cái vùng đất bí mật này rồi thì tha hồ nha. Đó, đồ hả, đẹp hơn. Cái con nhỏ đó thiết kế nhiều. Thì ra là như vậy. Trời ơi, còn có cái lượt chải đầu siêu xịn nữa nè. Các bạn thấy sao, mình đẹp quá đúng không? Bộ đồ này mà đi chơi mùa hè thì thật là xinh. Wow, còn có bông tai nữa nè nha. Ta sẽ đeo vô. Hay da, 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 da. Trời ơi, khó quá, bông to quá. Ôi, đẹp chưa? Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Còn mình thì sẽ thử bộ đồ này nha. Trời ơi, các bạn xem nè, đôi giày á hả, nó còn thiết kế luôn giày nữa nè, mà giày còn thắt dây trái tim đồ. Ôi ôi, đẹp quá à. Chỗ chiếc váy có cherry nè, các bạn thấy không, có trái cherry nè. Ôi ôi, ơi đẹp quá hết. Còn có hết cái cài tóc nè hả, giống như cô hồ gái thời trang bây giờ vậy đó. Và còn hả, có đôi bông luôn. Nhỏ kia nó thiết kế làm gì mà được đẹp vậy chứ. Ôi ôi, Hồi ơi, mọi người ngắm mình lại đi, mình xinh đẹp nhất đúng không? Bạn dù có thử đồ cỡ nào cũng không đẹp bằng mình đâu. Xít, trời ơi, nghĩ sao mà lại không đẹp bằng bạn chứ? Nhìn xem, tôi mới đẹp hơn. Mọi người xem thử coi là ai đẹp hơn. Đúng rồi, là ai đẹp hơn đây mấy bạn? Bên trái hay bên phải? Mình vẽ xong á, thì mình thấy ai cũng đẹp hết. Đây, các bạn xem nè, bạn này cũng quá xinh luôn. Rồi, bạn này cũng xinh nữa. Hơi công nhận hai cô gái xinh thiệt nè. Hai bạn ơi, mình đã vẽ tranh xong rồi, hai bạn đâu mất tiêu rồi? Xem coi nè, tranh rất là đẹp. Wow, công nhận, trời ơi, hai nó vẽ tranh đẹp quá à. Bây giờ làm sao đây ta? Nè, đi ra lấy cọc. Sao cái cửa cứng như vậy, sao không ra được? Bạn hả, suốt ngày điệu đà quá rồi bây giờ yếu xìu, đến nỗi cái cửa cũng không mở được chứ gì. Hồi nãy là cũng tôi mở cửa cho bạn vô, thì bây giờ thì tôi sẽ mở ra xem.
cọc, cô gái đẩy hoài không ra. Chết rồi, chẳng lẽ câu chuyện này là có thật sao? Bây giờ mình không mở cửa ra được. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đẩy. Chết rồi. Bây giờ làm sao đây, bây giờ không ra được, không ra được. Bây giờ, bạn ơi, hay bạn lấy chìa khóa bạn mở à? Không được, không được. Theo như câu chuyện á, bây giờ mà nếu lấy chìa khóa mà mở một cái á, là tụi mình bị biến mất liền. Đúng rồi. Vậy thì đừng mở cửa. Nhưng bây giờ đói bụng rồi. Đồ ăn đâu mà ăn đây? Đồ ăn đâu mà ăn? Quần áo? Chỉ có quần áo thôi sao? Trời ơi, làm sao đây? Thôi trời ơi, uổng công mình vẽ và thiết kế đồ cho các bạn rất đẹp luôn mà các bạn nôn nóng quá, không chịu chờ đợi một chút xíu. Đã lại mình đã dặn tới lui và mình nói đây là câu chuyện có thật mà mấy bạn không tin. Rồi bây giờ thôi. Và bây giờ thì câu chuyện cũng kết thúc luôn rồi đó. Hai cô gái này mãi mãi ở trong đây à. Điều đặc biệt á, là trong vùng đất này á, là chỉ là không được đi ra ngoài thôi. Cứ ở trong đây và đừng có ai mở cửa một lần nữa nha. Thì khi các cô đói bụng á, thì nó sẽ hiện thức ăn ra và cho các cô ăn. Đó, rất là bình thường nha. Và khi buồn á, thì các cô sẽ viết thư và để đầy ở trên cái treo đầy ở trên cái chỗ này nè. Đó, thư là thư cảnh báo á. Đây ha, các cô đã viết thư cảnh báo treo đầy đây hết và nhắc nhở mọi người là không nên đi vào trong đây, bởi vì giống như các cô giờ đã bị nhốt mãi mãi luôn. Nhưng mà đừng có ai á hả lấy cái chìa khóa này là được ha. Cô này quăng chìa khóa vào trong đây luôn, không ai mở cửa thì các cô này cũng không biến mất và không có bị chết gì hết, chứ cứ ở trong đây vậy thôi đó. Và đây là một bài học cho tất cả mọi người vì sự tò mò và tham lam đó các bạn, giống như hai cô này và các bạn gấu rồi thỏ và vịt như vậy luôn á. Bây giờ thì hai cô này á là sung sướng rồi, có quần áo, có đồ ăn, có đầy đủ, chỉ là không được đi chơi tung tăng hay là không được làm gì hết, suốt ngày chỉ ở trong đây thôi các bạn, thật là tội nghiệp nha. Và đây đó là hai bức tranh của cô á, thì cũng sẽ được treo ở trên cái cổng đó các bạn, vào trong cái khu đất này nè. Đó, thành ra là khu đất của ba cô gái đẹp. Và câu chuyện của chúng ta đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mà các bạn thấy câu chuyện có hay không thì đừng quên cho chị một like và đăng ký thành viên kênh Mộc Nghe Lỡ Một Câu Chuyện để chúng ta cùng xem những bộ sticker ta nói nó siêu đẹp như thế này nha. Và những câu chuyện cũng khá là hay và ý nghĩa trong cuộc sống của chị đã tạo ra để tặng cho các bạn nhân dịp mùa đông này nè và sắp Tết nữa đó. Cũng như là hướng dẫn các bạn vẽ những cái tranh, những cái phông nền nó rất là đơn giản luôn, giúp cho chúng ta giảm stress và tăng cái khả năng hội họa của mình lên ha. Đó, ý là chị chỉ nói những bạn mà chưa biết vẽ thôi nha, còn những bạn nào mà vẽ siêu 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 đẹp rồi á thì bỏ qua, coi như là chúng ta giao lưu học hỏi thôi, có khi chị cũng không dễ đẹp bằng tụi em đúng không. Đó, tóm lại thì video chủ yếu là giúp cho chúng ta vui vẻ và gần nhau hơn và học được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống và ngắm những cái sticker mới rất là đẹp như thế này nha. Còn bây giờ thì rất tiếc luôn là phải chào tạm biệt các bạn rồi. Bye bye, yêu các bạn rất nhiều luôn nha. Chúc các bạn rút được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Like cho chị ha. Và hãy bình luận ở phía dưới xem là các bạn nghĩ gì về ba nhân vật này nha. Và nếu như các bạn có được một cái vùng đất mà nó bí mật như thế này và nó xinh đẹp như thế này thì các bạn sẽ làm gì nha.